Chúng ta cùng nhau ôn tập một số kiến thức giữa học kỳ 1 môn khoa học tự nhiên lớp 6 nha. Nội dung ôn tập, các em sẽ nhắc lại các kiến thức trong phần mở đầu, chủ đề 1, 2, 3, 4 và từ các kiến thức đó vận dụng giải một số bài tập. Phần mở đầu, các em nhớ lại khoa học tự nhiên nghiên cứu về vấn đề gì, vai trò của khoa học tự nhiên và các lĩnh vực nghiên cứu của khoa học tự nhiên. Quy định an toàn trong phòng thực hành. Cô giới thiệu lại một số ký hiệu cảnh báo trong phòng thực hành. Một số biển cấm và biển cảnh báo trong phòng thực hành. Các quy định an toàn trong phòng thực hành. Kính lúp và kính hiển vi quang học là hai dụng cụ mà các em dùng để quan sát các vật thể nhỏ. Kính lúp được sử dụng để quan sát rõ hơn các vật thể nhỏ mà mắt thường khó quan sát như các con côn trùng, con giun đất hoặc các cái bưởi. Kính hiển vi quang học được dùng để quan sát các vật thể nhỏ có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy được như tế bào động thực vật hoặc các vi khuẩn. Vận dụng các kiến thức vừa rồi trả lời câu hỏi số 1. Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học? Các em nhớ lại, hoạt động nghiên cứu khoa học là hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học. Vậy đáp án B, sản xuất phân bón hóa học là một hoạt động sản xuất, không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học. Câu 2. Hoạt động nào sau đây của con người không phải hoạt động nghiên cứu khoa học? Khoa học tự nhiên nghiên cứu các lĩnh vực như là vật lý học, sinh học, hóa học, khoa học trái đất và thiên văn học. Do đó đáp án A, nghiên cứu sự khác nhau giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc, không phải hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên. Biển báo ở hình bên cho chúng ta biết điều gì? Biển báo hình tam giác là biển cảnh báo. Đây là biển cảnh báo nguy hiểm về điện. Đáp án C. Câu số 4. Các biển báo trong hình 2.1 có ý nghĩa gì? Các biển báo trong hình 2.1 là biển báo hình tròn, có gạch chéo. Có nghĩa là đây là biển báo cấm thực hiện. Đáp án B. Câu số 5. Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành, ta nên thực hiện các nguyên tắc nào dưới đây? Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành, các em chú ý thực hiện tất cả các nguyên tắc. Đọc kỹ nội quy và thực hiện theo nội quy phòng thực hành. Chỉ làm thí nghiệm thực hành khi có sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên. Thực hiện đúng nguyên tắc sử dụng hóa chất, dụng cụ, thiết bị trong phòng thực hành. Chọn đáp án D, tất cả các ý trên. Câu tiếp theo. Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành, ta không nên thực hiện nguyên tắc nào dưới đây? Trong 4 câu này, thì các em sẽ chọn đáp án A. Khi làm thí nghiệm, có thể không dùng bao tay. Đây là một nguyên tắc không nên thực hiện. Kính lúp cầm tay có tác dụng gì khi quan sát các vật nhỏ? Ta chọn đáp án B. Kính lúp cầm tay có tác dụng là phóng to ảnh của các vật nhỏ để giúp ta dễ quan sát hơn. Khi quan sát tế bào thực vật, ta nên chọn loại kính nào? Đáp án D, sử dụng kính hiển vi quang học để quan sát tế bào thực vật. Chủ đề tiếp theo các em cần nhớ là các phép đo. Khi đo các đại lượng như chiều dài, khối lượng, thời gian và nhiệt độ, ta dùng các dụng cụ đo cho phù hợp. Các bước đo, đầu tiên các em ước lượng đại lượng cần đo, chọn dụng cụ đo cho phù hợp, hiệu chỉnh dụng cụ đo, thực hiện phép đo và cuối cùng chúng ta đọc và ghi kết quả đo. Đơn vị đo chiều dài là mét, đơn vị đo khối lượng là kg, đơn vị đo thời gian là giây và đơn vị đo nhiệt độ là độ C với các dụng cụ đo tương ứng như sau.
đồng hồ phù hợp để đo thời gian một tiết học và thời gian đi từ nhà đến trường là đồng hồ phù hợp nhất, đó là đồng hồ đeo tay FNB. Độ chia nhỏ nhất của thước là đáp án A, chiều dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. Khi đo độ dài của một vạch, người ta dùng dụng cụ nào? Ta sẽ sử dụng dụng cụ ở đáp án A, thước. Còn đồng hồ được dùng để đo thời gian, ca đông để đo thể tích, còn nhiệt kế để đo nhiệt độ. Chiều dài của vạch, ta thường ước lượng chiều dài của vạch để làm gì? Ta ước lượng chiều dài của vạch để ta lựa chọn thước đo cho phù hợp. Khi đo thời gian đi của bà em trên một quãng đường dài 100m, em sẽ đo khoảng thời gian. Đáp án B, từ lúc bà xuất phát tới khi bà về đến đích. Các em nhớ là khi đo thời gian của một hoạt động nào đó, ta sẽ đo thời gian từ lúc xuất phát bắt đầu tới khi kết thúc hoạt động. Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn qua chủ đề 2. Chúng ta tóm tắt chủ đề 2 bằng sơ đồ hình vẽ sau. Trong đó, các khái niệm trong sơ đồ là các em phải nắm rõ. Cô hướng dẫn cách đọc sơ đồ. Chết rất đa dạng. Ta có 3 thể cơ bản của chết, đó là rắn, lỏng, khí. Các quá trình chuyển thể của chết như là nóng chảy, bay hơi, ngưng tụ, đông đặc. Mỗi chết có những tính chất nhất định, thể hiện ở tính chất vật lý và tính chất hóa học. Từ chất có thể tạo nên mọi vật thể, đó là các vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. Các vật không sống là những vật không có đặc trưng sống, ta gọi là vật vô sinh. Và những vật có đặc trưng sống, ta gọi là vật hữu sinh. Ta nhắc lại tính chất vật lý của chất, gồm thể rắn lỏng khí, màu mùi vị, hình dạng, kích thước, khối lượng riêng, tính tan trong nước hoặc tan trong chất lỏng khác, tính nóng chảy, xô của một số chất, tính gánh nhiệt, gánh nhiệt. Còn tính chất hóa học là khả năng biến đổi thành chất khác, có thể như là bị phân hủy, bị đốt cháy. Các kiến thức cần nhớ tiếp theo của chủ đề đó là các quá trình chuyển thể của chất. Các em phải nhớ được sự nóng chảy, sự bay hơi, sự ngưng tụ, sự đông đặc và sự sôi. Chất tạo nên vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo. Ta cũng có thể phân loại vật sống và vật không sống. Nội dung tiếp theo là các em phải phân biệt được vật sống và vật không sống. Vật sống sẽ có các biểu hiện sống như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng và sinh sản. Còn vật không sống thì sẽ không có các biểu hiện sống như trên. Các em nhớ lại đặc điểm cơ bản của ba thể rắn lỏng khí, về sự liên kết, về hình dạng và khả năng bị nén của ba thể này. Ta thấy nước đá khi để ngoài trời nắng sẽ tan chảy. Quá trình chuyển thể này được gọi là gì? Đây là quá trình nóng chảy, chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Ta thấy sương động trên lá cây vào lúc sáng sớm. Quá trình chuyển thể này được gọi là quá trình ngưng tụ, chuyển từ thể hơi sang thể lỏng. Lọ nước hoa để trong phòng, sau vài giây cả phòng đều có mùi thơm. Điều này thể hiện tính chất nào của thể khí? Thể khí là một thể rất là dễ bay hơi. Đáp án A. Vật thể nhân tạo. Đáp án B, chiếc thuyền. Vật thể nào trong các vật thể sau là vật thể tự nhiên? Đáp án D, mặt trời. Ở nhiệt độ thường, trong điều kiện khô ráo, saccharose còn gọi là đường ăn ở thể là ở thể rắn. Đáp án A. Cho giấy sau, thủy tinh, cây xanh, cây cầu, nitrogen, nước, calcium carbonate, số chất và vật thể trong giấy là. Chúng ta cùng phân tích. Thủy tinh được gọi là chất, cây xanh là vật thể, cây cầu là vật thể, nitrogen là chất, nước
là chất, calcium carbonate là chất. Vậy sẽ có tất cả 4 chất và 2 vật thể. Đáp án A. Tương tự, ta làm bài tập, hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất trong các câu sau. Bóng đèn điện được chế tạo từ thủy tinh, đồng, wolfram. Ta xác định bóng đèn điện là vật thể. Vậy các chất tạo nên bóng đèn điện là thủy tinh, đồng và wolfram. Lưỡi dao làm bằng sắt, cán dao bằng nhựa. Vậy vật thể ở đây là dao. Và chất là sắt và nhựa. Không khí là hỗn hợp khí gồm oxygen, nitrogen, khí carbonic, v.v. Vật thể là không khí. Còn oxygen, nitrogen và khí carbonic là chất. Biển là vật thể. Nước và muối là chất. Khoai lang chứa nhiều vitamin A, B, C, E, protein, tinh bột, chất nhựa và các axit amin. Thì khoai lang là vật thể. Còn các vitamin A, B, C, E, protein, tinh bột, chất nhựa và các axit amin là chất. Câu F. Vật thể là trái cam, cơ thể. Còn chất là nước, vitamin C, đường glucose và chất xơ. Ở câu G thì vật thể là cây mía và củ cải đường. Trong cây mía và củ cải đường có chứa chất đường. Câu H. Vật thể là ly. Thì ly sẽ được cấu tạo từ chất là thủy tinh và nhựa. Câu trắc nghiệm tiếp theo. Quá trình nào sau đây không thể hiện tính chất hóa học của chất? Thì ta biết là tính chất hóa học của chất là chất đó có thể cháy được hoặc chất đó bị phân hủy. Ở đây, câu A, B, D là cơm, sắt và đường. Các chất này đã bị phân hủy, tạo thành chất khác. Nên đây là quá trình thể hiện tính chất hóa học của chất. Còn đáp án C, không thể hiện tính chất hóa học của chất. Đáp án C là thể hiện tính chất vật lý của chất. Tiếp tục, các em sẽ ôn lại các kiến thức trong chủ đề 3. Tính chất vật lý và tầm quan trọng của oxygen. Thành phần của không khí và vai trò của không khí. Khi không khí bị ô nhiễm thì có các biểu hiện. Nguồn gây ô nhiễm và chất gây ô nhiễm là gì? Cần bảo vệ môi trường không khí và các biện pháp bảo vệ không khí như thế nào? Không khí ô nhiễm thông qua các biểu hiện như là mưa axit, băng tan, khiến cho mực nước biển dâng lên, gây nhiều bệnh nguy hiểm về da, mắt, về hệ hô hấp và gây suy giảm tầng ozone. Nguồn gây ô nhiễm có thể đến từ con người hoặc là tự nhiên. Để bảo vệ môi trường không khí, cần phải thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu chất gây ô nhiễm như xây dựng hệ thống xử lý khí thải, phân loại rác tại nguồn, sử dụng các nguồn nguyên liệu sạch thay thế cho than đá, dầu mỏ để giảm thiểu khí carbon monoxide và carbon dioxide khi đốt cháy. Trồng cây xanh, sử dụng phương tiện công cộng và không xả rác bừa bãi. Ứng dụng nào là quan trọng nhất của oxygen? Ứng dụng quan trọng nhất của oxygen đó là sự hô hấp và sự cháy. Ở chủ đề 4 này, các em phải phân biệt được vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu và lương thực thực phẩm. Biết được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu thông dụng. Biết cách sử dụng an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và biết cách bảo quản chúng. Các em coi lại các nội dung kiến thức và các bài tập vừa rồi để chuẩn bị cho bài kiểm tra dưới kỳ sắp tới. Chúc các em ôn tập tốt.